Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày mới chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi thăm bẫy mọi người. Chỗ mình bây giờ cánh đồng mọi người chưa được gặt. Đấy. Ôi dính rồi. Được con rồi mọi người ơi. To. Cực rãi mọi người. Chuột rất là đẹp. Đây mọi người. Làm các mấy tiếp theo xem mọi người. Còn béo múc đây lại con nữa này mọi người. Ủa. Này mọi người. Ủa, béo lắm. Ừ, mọi người. Cho múp này. Làm các bẫy tiếp theo xem. Và chúng mình thì gật muộn lắm mọi người. Này, đua vẫn còn xanh rồi nè. Nè. Chỗ này hôm qua mình bị mất một cái bẫy. Xốp đánh này. Chắc có chuột cống rồi ta. Trời ơi, đi con to này mọi người. Con này chắc phải 3 lạng mọi người. Kinh mọi người, chưa thấy một chuột nào nó to như này. Chắc là gần 4 lạng. Khủng khiếp con chuột này. Con chuột đàn thì khủng khiếp. Chưa thấy con nào to như con này. Con này chắc chỉ 3 con cân 2. Mọi người nhìn
Đây, nó này. Nó to phải gần rằng con thịt cốc. Cái này không có mọi người. Và đây lại được một con nữa, cũng khá to, chuột cá này, con chuột cá. Cơ bản bây giờ chưa gặt xong, mọi người nhìn, chưa cánh đồng chưa gặt xong nên bẫy cũng khó lắm. Đây là thành quả của hôm nay được lên đây mọi người. Chuột này chắc về tầm 5 cân, 5-6 cân. Đây là thành quả của mình được lên đây nha mọi người nhé. Thì mình xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.